Xin chào các bạn đã đến với TechMag. Ngày hôm qua có thể nói là một ngày làm cho cả thế giới công nghệ phải rúng động trước những động thái mới của chính quyền Donald Trump lên mối quan hệ Mỹ-Trung. Và người phải chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất đó chính là gã khổng lồ đến từ Trung Quốc Huawei, bởi hàng loạt những động thái nghỉ chơi đến từ những hãng công nghệ Mỹ như là Qualcomm, rồi thì Google và Intel. Và ngày hôm nay để có cái nhìn tổng quan hơn thì TechMag mời đến đây anh Duy Anh đến từ S-Channel và anh Tú là điều hành của trang Công nghệ Việt. Xin chào tất cả mọi người, mình là Duy Anh và rất vui khi mà hôm nay TechMag mời mình đến đây để tham dự một cái buổi cà phê như thế này để có thể chia sẻ cho mọi người những thông tin mới nhất. Chào các bạn, mình là anh Tú, mình đang điều hành trang tin Công nghệ Việt. Thì hôm nay mình cũng rất là vui khi được TechMag tin tưởng mời đến đây để chia sẻ những cái thông tin về cái sự việc ngày hôm qua về Huawei và về chính quyền Mỹ. Bây giờ thì chúng ta chắc là bắt đầu buổi cà phê ngày hôm nay bằng một vài những câu hỏi nha. Ngày hôm qua sáng ra thì bất ngờ về thông tin là Google quyết định là ngừng hợp tác với Huawei và hệ điều hành Android của Google dường như là sắp tới sẽ không còn xuất hiện trên những thiết bị của Huawei nữa. Thì không biết là hai anh nghĩ là cái động thái này nó là một cái động thái quá bất ngờ hay là nó đã có những cái thông tin gì đó ngầm báo trước rồi? Về cái thông tin này thì thật ra thì cách đây vài hôm Tổng thống Trump đã ký vào một cái bản mình không biết gọi là chính xác là gì, nhưng mà đưa Huawei vào danh sách đen. Và cái việc mà Google cũng như là những gã công nghệ lớn ở Mỹ nghỉ chơi với Huawei trong thời gian vừa rồi á, ngay ngày hôm qua, thì chỉ là những cái bước tiếp theo của cái bản sắc lệnh đó mà thôi. Nhưng mà những cái thông tin này thì thực chất là nếu mà Vân cứ để ý kỹ là nó đã đi theo leo thang theo từng bước của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung rồi. Từ cấm các lệnh, hạn chế một số lệnh của Huawei, hay mình nhớ xa nhất đó chính là việc mà Mỹ cấm Huawei bước chân vào thị trường Mỹ khi mà bán smartphone. Và mình cảm giác là cái tin ngày hôm qua giống như là mình đã được dự báo trước rồi, chỉ là ngày nào nó sẽ đến mà thôi. Anh thì cũng không bất ngờ lắm với điều này, bởi vì là anh nghĩ là đây là hệ quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nhưng mà cái anh nhận thấy đó là cái lệnh cấm này nó đến hơi sớm. Và trước đó thì đã có những cái động thái của Mỹ về việc là loại bỏ các thiết bị của Huawei ra khỏi chính phủ hoặc là yêu cầu các nước đồng minh cũng vậy. Thì anh nghĩ là cái việc mà Mỹ ban hành lệnh cấm như vậy nó sẽ có, nhưng mà anh không thể nghĩ là nó đến sớm như vậy. Em nghĩ là trong cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thì cũng có rất nhiều hãng công nghệ Trung Quốc khác, nhưng mà sao không phải là hãng nào khác mà lại là Huawei ạ? Đối với anh thì anh không biết là cái đọc được cái xác lệnh này là gồm bao nhiêu công ty, danh sách đen nó bao nhiêu. Nhưng mà đối với Huawei thì cảm giác đó là một công ty mà cái mảng smartphone mà chúng ta thường quan tâm chỉ là một trong các mảng, ba mảng kinh doanh chính của Huawei mà thôi. Huawei còn là một cái nhà viễn thông rất là lớn và đang phát triển mạng 5G nữa. Và cuộc đua 5G là một cái cuộc đua mà toàn thế giới phải chạy theo. Thì danh đối với danh thì suy nghĩ của danh thì Huawei là một cái đối tượng hoàn hảo trong cái việc mà khi mà Mỹ lựa chọn ra một cái người mà vực tế thần để mà đưa lên cuộc chiến tranh Mỹ-Trung là có thể tác động rất là lớn đến cái cuộc chiến tranh thương mại. Theo anh thì cũng như Duy Anh nói thì Huawei họ smartphone không phải là mảng kinh doanh chính của họ, mà cái mà Mỹ lo ngại nhất đó là về Huawei là một nhà cung cấp thiết bị mạng cũng như là viễn thông có thể nói là hàng đầu thế giới. Và Mỹ đang rất lo ngại về vấn đề an ninh, về vấn đề an toàn thông tin trên mạng, nên là Mỹ cấm Huawei đầu tiên thì anh nghĩ là cái đó là điều chắc chắn Mỹ sẽ làm. Trước động thái mới như vậy thì khá là nhiều người dùng lo ngại là không biết là thiết bị smartphone của Huawei sắp tới sẽ như thế nào. Thì hai anh có thể chia sẻ về những cái hệ lụy đó đối với người dùng không ạ? Theo mình nghĩ thì trước tiên cái hệ lụy đầu tiên mà trước lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei đó là chúng ta sẽ biết thì Huawei có 3 tháng để chuẩn bị gấp rút, để chuẩn bị những cái nền tảng về di động cũng như là cập nhật cho người dùng trước khi bị cấm hoàn toàn. Thì những cái thiết bị sau đó, những thiết bị tương lai của Huawei về di động ấy, nó sẽ không được sử dụng những dịch vụ của Google nữa. Đó là cái hệ lụy. Và người dùng ở cái cạnh người dùng cuối ấy, thì họ sẽ có một cái tâm lý đó là lo lắng, họ sẽ cảm thấy là không biết có nên sử dụng sản phẩm điện thoại di động, smartphone của Huawei nữa hay không. Còn nếu mà có Google đảm bảo thì dù sao thì người dùng cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Còn đối với Duy Anh thì mình nghĩ là cái điều lo lắng này là đầu tiên là những cái người mà đang sở hữu, những vị khách hàng đang sở hữu những cái thiết bị của Huawei. Thì theo cái động thái mới nhất mà mình đọc được thì Mỹ cũng đã có cho 3 tháng, chính xác là 90 ngày đến ngày 19 tháng 8 thì để cho Huawei kịp gấp rút làm mọi thứ, những thiết bị mà hiện có của mình chứ không phải là thiết bị trong tương lai.
Chứ vậy là những vị khách hàng nào đang sử dụng điện thoại Huawei thì cũng tạm thời yên tâm. Ngoài ra thì tại sao có 90 ngày này? Thì có thể là trong 90 ngày này chúng ta sẽ có những buổi đàm phán tiếp theo. Thì liệu là có một cái bước nâng đỡ hay là cùng với đó nó thoải mái hơn giữa Mỹ và Trung hay không thì như thế nào cũng chưa biết, nhưng mà trong vòng khoảng 3 tháng tới thì những vị khách hàng sử dụng điện thoại của Huawei thì tạm thời cũng chút gì đó là cũng còn yên tâm trong 3 tháng. Còn sau chuyện 3 tháng là câu chuyện 3 tháng sau mình sẽ tiếp tục có một buổi cà phê thế này mình nói chuyện tiếp. Có thể là như vậy. Hay anh nghĩ là động thái mới nhất của chính quyền Donald Trump đây là một cái động thái chủ yếu là dằn mặt đối với mối quan hệ của Mỹ-Trung, hay là một động thái là nó sẽ kéo dài hơn nữa trong tương lai? Và nếu như kéo dài như vậy thì không biết là liệu rằng trong tương lai thì Huawei sẽ như thế nào? Trước mắt thì đây là một động thái mà dân không nghĩ là phải là kiểu dằn mặt đâu, bởi vì đây động thái là một cái động thái rất là cứng rắn. Và cái câu chuyện đó là trong tương lai thì mình sẽ không biết nó sẽ leo thang hơn hay là giảm bớt đi. Cái đó tùy vào cái việc mà đàm phán của chiến tranh thương mại này. Nhưng mà trước mắt đối với chuyện hiện tại là câu chuyện hiện tại là đã bị cấm rồi, cái việc cấm rồi. Theo anh thì cái quyết định của Tổng thống Mỹ cũng như là chính quyền Hoa Kỳ rất lớn đến Trung Quốc cũng như là cả hai. Cái quyết định này anh nghĩ là nếu mà kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Huawei, và anh nghĩ sẽ có một cái buổi đàm phán giữa hai bên để được sử dụng lại những cái sản phẩm của Mỹ, giống có thể nói như là Android này, hoặc là sử dụng những cái phần cứng từ Intel hay là Qualcomm. Nhưng mà có một điều anh nghĩ là Mỹ sẽ không bao giờ mà xóa bỏ, đó là không được phép bán thiết bị Huawei ở Mỹ. Anh nghĩ điều đó là Mỹ sẽ luôn cấm điều đó. Và không biết là trong tương lai những thiết bị của Huawei có thể sử dụng hệ điều hành Android nữa hay không. Thì lúc này em nghĩ là có nhiều bên cũng cảm thấy là ngư ông đắc lợi trong cái tình huống của Huawei bây giờ. Thì hay anh có thể dự đoán được là thị trường sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới không? Thực ra thì trong cuộc chiến tranh thương mại thì thị trường nó rất là khó lường, bởi vì có thể là vào ngày mai Trung Quốc họ sẽ ra một cái lệnh cấm gì đó đối với Hoa Kỳ thì sao? Thì cũng chưa biết được là cái chuyện này sẽ ai là có lợi hơn. Bởi vì bản thân Huawei họ cũng là một cái tập đoàn viễn thông rất là lớn, và khi mà cấm các người Mỹ chơi với Huawei thì Huawei cũng có thể là chơi không chơi với người Mỹ nữa, thì các thiết bị về mặt viễn thông ảnh hưởng đối với Mỹ thì cũng rất là lớn. Và câu chuyện đó thì chúng ta phải đợi những cái động thái tiếp theo của chính quyền của bên phía Trung Quốc, thì họ sẽ có những động thái trả đũa như thế nào, chúng ta mới biết được trong câu chuyện này ai là có lợi. Mà đối với dân nghĩ thì chắc là các nước thứ ba sẽ có lợi nhiều hơn. Còn đối với Mỹ và Trung thì cả hai bên đều phải có thiệt hại rất là lớn về cái phần này. Thì anh cũng đồng quan điểm với Duy Anh, đó là mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thì những nước có lợi anh nghĩ là sẽ là những cái đối thủ hiện tại của Apple của Mỹ cũng như là Huawei. Thì anh nghĩ là các thương hiệu công nghệ đến từ Hàn Quốc đang phát triển rất là mạnh, và anh nghĩ đây là cơ hội của họ để họ có thể làm đối tác lâu dài với Mỹ cũng như là các nước trên thế giới. Bây giờ thì chắc có lẽ mình nói một chút về hệ điều hành mới của Huawei đi ha. Tại vì Huawei cũng có tuyên bố là họ đã trong một thời gian dài họ đã lường trước được cái tình hình ngày hôm nay xảy ra, và họ đã có những cái nghiên cứu cho một hệ điều hành mới để có thể độc lập và không phụ thuộc vào Google nữa. Thì hai anh có thể chia sẻ về hệ điều hành mới này không ạ? Thực ra thì cái này hệ điều hành mới theo mình đọc được nó tên là Hồng Mộng, đúng không? Nếu mà dịch qua tiếng Việt. Còn thật nếu mình hiện tại thì đối với mình chỉ biết là được phát triển 2012 và biết được cái tên thôi, còn thực chất nó như thế nào thì cũng chưa biết. Nhưng mà dân rất là hy vọng đây là một cái cú hích. Thì trước giờ chúng ta đang bị cuốn vào Android và iOS thôi, thì bây giờ sẽ có một cái động lực lớn hơn. Nếu mà Huawei không có thể nào đàm phán được với chính quyền Mỹ thì có một cái cú hích rất là lớn, một cái động lực rất là lớn, Huawei được phát triển một hệ điều hành mới, và khi đó thì sẽ có thêm một cái bên thứ ba tham gia vào nữa. Và hy vọng lần này thì nó sẽ có một cái chuyển biến khác so với những cái cuộc chiến lần trước. Và đối với cái hệ điều hành mới này, chúng ta đã có một cái thị trường rất là lớn tại Trung Quốc rồi, thì nó sẽ có một thời gian phát triển rất là dài, và hy vọng là nó sẽ có một cái gì đó thay đổi để thúc đẩy hai điều hành kia nó đi lên, cũng như là cả ba hệ điều hành cùng nhau đi lên để có những cái mới hơn, chứ không phải là những cái quen thuộc chúng ta chơi Android và iOS trong thời gian xuất quan tranh khá là kiểu như rất là khá là chán trong những cái việc này. Mà như vậy thì cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian để Huawei có thể có cho mình một cái tiệp khách hàng đối với những cái hệ điều hành mới của mình. Thì chúng ta đều biết là đối với phần cứng thì họ có chip và 2 silicon của riêng họ sản xuất rồi. Còn phần mềm thì họ cũng đã chuẩn bị từ năm 2012 đến giờ, đó là một cái hệ điều hành của riêng Huawei. Nhưng mà chúng ta đang không biết là hệ điều hành này viết trên nền tảng nào. Nếu mà họ sử dụng nền tảng mã nguồn mở của Android thì có lẽ là nó sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng có một điều là nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để người dùng có thể tiếp nhận và cũng như là sử dụng cái nền tảng mới này. Bởi vì là nếu mà bạn sử dụng một hệ điều hành mới hoàn toàn tách biệt đối với Android hoặc là iOS ấy, thì cái vấn đề mà phần mềm là thứ nhất, và vấn đề thứ hai là cái tâm lý của người dùng khi mà sử dụng một cái nền tảng thuần Trung Quốc ấy, thì người dùng thế giới họ sẽ lo lắng. Tất nhiên là anh ngoại trừ cái thị trường Trung Quốc ra, bởi vì ở đó thì họ cũng có thể đã quen với cái việc là sử dụng những cái nền tảng của các nhà sản xuất Trung Quốc rồi. Như em biết thì trước đó cũng có rất là nhiều nền tảng cũng được làm ra để cạnh tranh với Android, như là ta biết là BadaOS, rồi thậm chí là Windows Mobile, thì chúng ta đều thấy là nó đều không có sống thọ được, bởi vì là thiếu ứng dụng, và thứ hai là người dùng rất là khó để tiếp nhận được những cái thứ mới mẻ như vậy. Quay trở lại thị trường gần nhất của mình đi, là thị trường Việt Nam, thì trong những ngày qua thì nhiều nhà bán lẻ đã có những động thái có thể nói là giảm giá những cái chiếc điện thoại của Huawei nè, hoặc là bán đi càng nhiều càng tốt. Thì không biết những động thái đó nó có ý nghĩa gì trong cái việc Huawei ngừng hợp tác với lại Google và cả những nhà sản xuất khác của Mỹ à? Hiện tại trước mắt á, thì anh chỉ biết là giá của cái thiết bị chính hãng liên kệ của Huawei Việt Nam thì nó có giá tốt hơn xưa rất là nhiều. Và anh cũng bảo là trong vòng 3 tháng tới thì chúng ta cũng rất là yên tâm về cái việc đó, chính là những chiếc máy này nó vẫn sẽ được cập nhật hoàn toàn bình thường, như là xài bình thường hết. Và chúng ta cũng như phải là kiểu là hồi hộp đợi trong 3 tháng tới xem là những cái diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào, thì chúng ta mới biết được là cái việc mà chúng ta có nên mua những sản phẩm Huawei hay không trong thời điểm vừa rồi, khi mà giá hiện tại rất là tốt. Nhưng mà về bản thân thiết bị trong thời điểm hiện tại thì đối với cảm giác của Danh thì kiểu như là khi mà giá của sản phẩm Huawei mà nó hơi sụt giảm xuống và có thông tin tiếp theo về cái việc mà chính quyền Mỹ đối với các sản phẩm của Huawei, thì nó tạo một tâm lý hoàn toàn không tốt đối với người dùng trong thời điểm hiện tại. Và có lẽ là nếu mà không có việc sụt giảm giá này thì rất là khó để các sản phẩm của Huawei được có thể mà bán ra trên thị trường được. Cái việc giảm giá của một số nhà bán lẻ trên thị trường đối với bộ đôi sản phẩm Huawei P series thì anh nghĩ đó là những cái khuyến mại họ được họ dự định từ trước, chứ không phải là sau cái quyết định của Mỹ nên họ mới khuyến mại. Bởi vì là như chúng ta biết thì cạnh tranh trên thị trường di động, nhất là ở phân khúc cao cấp, là rất là khắc nghiệt. Nên là việc mà Huawei giảm giá như là một cách để kích cầu mua sắm của người dùng thôi, nó cũng không phải là do ảnh hưởng của quyết định cấm từ Mỹ. Cái ảnh hưởng mà anh thấy nó lớn nhất có lẽ là đến từ tâm lý của những người mà đang sử dụng máy Huawei, đã mua máy Huawei P30, P30 Pro, hoặc là những người mà đang muốn bán lại cái sản phẩm của mình. Trước cái động thái như vậy nhưng mà giá của những chiếc điện thoại Huawei lại giảm giá nữa, thì tạo cho người dùng cái quan điểm là chắc là sẽ trong tương lai sẽ có một cái chuyện gì đó, cho nên là mình sẽ thôi không xài thì hơn. Hoặc là những người đang sử dụng điện thoại Huawei thì người ta cũng đang có động thái là rao bán những chiếc điện thoại của mình để có thể chuyển qua một cái hãng khác nào đó để xài. Trong khi mà chờ đợi trong 3 tháng nữa giống như anh Duy Anh nói thì tình hình sẽ như thế nào, thì không biết là hai anh có lời khuyên nào dành cho những người dùng không? Thật ra thì đối với Danh thì khi mà có một cái sản phẩm mới, ví dụ chiếc Huawei P30 Pro vừa rồi á, thì thật ra Danh đã quyết định mua cái sản phẩm đó sử dụng trước khi mà đợi thông tin này rồi. Và Danh thì trước là nếu như mà chiếc máy đó Danh mua về thì trước là cũng sử dụng về phần camera rất là nhiều. Chính vì vậy thì đối với hiện tại, đối với Danh, nếu mà những vì khách hàng nào mà mua một chiếc máy điện thoại với mục đích ví dụ về camera, về một số phần cứng khác, thì họ đối với hiện tại thì tạm thời yên tâm về cái phần này trước. Còn đối với khách hàng nào mua cái điện thoại cho công việc chính á, ví dụ như về check mail hay cái kia, thì anh nghĩ là có thể họ phải bắt đầu suy nghĩ đến một cái phương án B dự phòng nếu như mà chúng ta có một động thái bất ngờ hơn xảy ra trong cái trường hợp này. Đồng quan điểm với anh thì anh cũng suy nghĩ là những người mà đang sử dụng điện thoại smartphone Huawei cũng như là những người mà vừa mới mua thì cứ bình tĩnh và yên tâm sử dụng, bởi vì là chúng ta có thể suy nghĩ rằng sau 3 tháng nữa nếu mà quyết định này thực sự căng thẳng thì chúng ta sẽ sử dụng những chiếc điện thoại Huawei sẽ không được cập nhật phần mềm nữa và nó sẽ mãi như vậy đi. Chúng ta hãy tưởng tượng là như vậy, vì những cái sản phẩm mà trước cái lệnh cấm thì nó vẫn sẽ được sử dụng bình thường, nó chỉ là được không được cập nhật hệ điều hành mới của Google thôi. Còn đối với những người mà như anh chẳng hạn, thì anh cũng thích chơi game trên điện thoại này, anh cũng rất thích chụp hình trên điện thoại, thì một thiết bị như Huawei thì anh nghĩ nó rất là lý tưởng. Nếu mà bạn có nhiều chiếc máy để sử dụng thì một thiết bị Huawei để
phục vụ cho giải trí hay là chụp hình thì rất là tuyệt vời. Còn nếu mà thực sự bạn cần một cái gì đó liên quan, nó bảo mật một chút để kiểm tra tin nhắn, để giao dịch, để email thì có lẽ là cũng nên có một phương án nào đó an toàn hơn. Đối với bản thân em thì em nghĩ là chắc là trong tương lai sắp tới thì Huawei sẽ có những cái động thái gì đó để có thể tối ưu cho khách hàng của họ, chứ không thể nào là Huawei sẽ bỏ trôi như vậy được. Và phần cứng thì bỏ qua mặt phần mềm đi, có thể là trong tương lai nó sẽ biến động như thế nào đó, nhưng mà có một sự thật đó chính là phần cứng của Huawei thì nó vẫn đang rất là mạnh mẽ và có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Cho nên là đó là một điều không có gì cần phải lo ngại về phần cứng của Huawei. Và phần mềm thì em vẫn nghĩ là trong tương lai thì Huawei sẽ có những cái động thái gì đó để có thể cứu vãn được, chứ không phải là sẽ để trôi. Thì cũng muốn nhấn mạnh rằng là Huawei sau lệnh cấm của Mỹ thì có thể nói là Huawei vẫn sống tốt, chỉ là sẽ khó khăn thêm một chút thôi. Tức là họ sẽ, bởi vì họ có sẵn phần cứng rồi, thậm chí ngay cả chip 5G họ cũng có đầu tiên thế giới rồi, nên là cái việc mà duy nhất của Huawei đó là phần mềm. Thật ra thì đối với việc Huawei thì họ trong thời gian vừa rồi thì họ không có thị trường Mỹ thì họ vẫn đang rất là sống rất là tốt. Ngoài ra thì mình cũng phải nói đến cái thị trường bên các nước thứ ba, ví dụ như tại thị trường tại châu Phi là thị trường ảnh hưởng rất là lớn đối với Trung Quốc, thì đây là một cái thị trường có thể là mở ra một tiềm năng mới cho một hướng đi mới của Huawei. Hiện tại trong thị trường đó thì chỉ có một số các thương hiệu smartphone mà có thể là đối với người dân Việt Nam chúng ta thì sẽ không quen thuộc trong thị trường này, thì có thể là Huawei sẽ có một cái bước chuyển kinh doanh nào đó, thay vì tập trung vào thị trường Âu Mỹ chúng ta sẽ chuyển qua các thị trường của nước thứ ba. Đối với lệnh cấm như vậy từ chính quyền Donald Trump đối với những chiếc điện thoại của Huawei, thì đối với thương hiệu con như là Honor thì sẽ có bị ảnh hưởng gì không ạ? Trước mắt thì đối với Honor là một thương hiệu con của Huawei, thì nếu mà các bạn nào sử dụng điện thoại của Honor, bạn cũng thấy là nó sử dụng nền tảng y chang với nền tảng của Huawei. Nên trước mắt trong thời gian gần thì có thể là có những ảnh hưởng y chang như thương hiệu của Huawei. Nhưng mà trong tương lai thì Huawei sẽ có một cái động thái khác, chẳng hạn như là tách thương hiệu Honor trở thành một cái công ty con hoàn toàn độc lập đối với Huawei, thì đó là một câu chuyện khác. Và họ, nếu mà họ đã xây dựng một nền tảng riêng được cho bên phía Huawei rồi, thì họ chỉ cần thay đổi một chút xíu để tạo một nền tảng riêng nữa cho Honor thì là một câu chuyện trong tương lai. Thì vì đây nghĩ là một cái động thái rất là thích hợp, bởi vì trên thị trường rồi rất là nhiều cái công ty họ đã quyết định thay vì chúng ta tạo một thương hiệu con thì họ tách hẳn ra một cái công ty con và hoạt động độc lập như một cái pháp nhân mới luôn. Thì khi đó thì nó sẽ có thể lách, có phải nói là có thể lách một luật của một số chính quyền Mỹ, hoặc là chúng ta sẽ có một cái động thái nó mềm dẻo hơn trong việc này. Anh Tú nghĩ sao? Thì ở thời điểm hiện tại thì Honor vẫn là thương hiệu con của Huawei. Trong tất cả các điều lệ về bản quyền này nọ, mà khi chúng ta theo dõi ở trên một chiếc điện thoại ở phần quy định về bảo mật hoặc là gì đó, thì chúng ta vẫn sẽ thấy Huawei xuất hiện trong những chiếc điện thoại Honor. Nên là cái lệnh cấm này nó sẽ ảnh hưởng tới những chiếc điện thoại Huawei, nói chung là cũng trong vòng sau 3 tháng. Nhưng mà có một vấn đề rằng là chúng ta có thể suy nghĩ là có thể Huawei sẽ tìm một nước đi như anh nói, đó là tách hoàn toàn Honor ra khỏi Huawei trên thị trường toàn cầu luôn, chứ không chỉ là ở Việt Nam. Thì chúng ta đều biết là Honor luôn khẳng định là Honor là một thương hiệu độc lập, nhưng mà đó chỉ là, anh nghĩ đó chỉ là một cái điều để muốn tách hai thương hiệu hoàn toàn ra, không bị ảnh hưởng đến nhau thôi. Còn thực chất Honor vẫn là thương hiệu con của Huawei. Anh nghĩ là việc tách Honor thành một thương hiệu toàn cầu thì có thể đó là một phương án của Huawei cho cái bước đi tiếp theo. Thực ra là hiện tại thì không chỉ có những người dùng Huawei lo ngại về những sản phẩm của họ, mà em thấy là có những người dùng khác cho những cái hãng smartphone thương hiệu Trung Quốc nữa, thì người ta cũng lo ngại là không biết, đầu tiên là Huawei thì không biết tiếp theo có đến được những hãng khác hay không, và người dùng cũng đang lo ngại về điều đó. Thực ra như Danh nói từ đầu đó là chúng ta phải đợi những động thái tiếp theo của chính quyền phía Trung Quốc. Sau đó thì để coi là bên phía Mỹ thế nào, thì chưa biết là tình hình nó sẽ leo thang hơn, là sẽ có những thương hiệu khác bị cuốn vào cái vòng xoay này hay không. Còn hiện tại thì đối với hiện tại thì có lẽ là, nói chung là cái thị trường hiện tại, cái cuộc chiến tranh này rất là khó lường, và gần như là mình không thể nào đoán trước được, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều về kinh tế, về thương mại, về cái quan hệ quốc tế, về các nước thứ ba, rất là nhiều thứ. Và mình gần như là mình không thể nào nói trước được cái điều gì xảy ra hết. Cái hậu quả, cái hệ quả của lệnh cấm này đó là từ cuộc chiến tranh thương mại, nên là sau đó thì cái cuộc chiến này có leo thang ấy, thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái lệnh cấm hơn, hoặc là nhiều sự đáp trả từ hai phía hơn.
Vừa rồi thì chúng ta đã có một buổi trò chuyện về quan điểm của anh Duy Anh và anh Tú. Huawei thì cũng sẽ không thể mua những thiết bị từ các công ty công nghệ Mỹ nữa. Và không biết là các bạn khán giả của TechMag suy nghĩ gì về vấn đề này thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của TechMag. Cảm ơn anh Duy Anh và anh Tú ạ. Cảm ơn.